Trung Kiên Moto lại chào tất cả anh chị em đang theo dõi Trung Kiên trên kênh mua bán win và phục dựng win Honda huyền thoại nhá. Hôm nay em cố gắng lại ra những bông hoa đẹp nhất để cho anh em nhìn nhá. Đẹp không anh em? Này anh em này, hôm nay là Trung Kiên vừa phục dựng lên này một chiếc xe win huyền thoại 100 đời cao, em đời cao. Đấy. Và anh em lên nhớ này, trước khi nó đẹp được như thế này thì anh em phải nhìn lại đây. Đấy, nó có giống thị nở không? Anh em nhìn giống thị nở không? Đấy. Đầu tiên là nó đồng nát sắt vụn như này. Đấy. Dỉ hoen hết. Đồng nát sắt vụn, Trung Kiên về Trung Kiên bỏ hết đi. Nhá, anh em đang theo dõi Trung Kiên thì nhớ nhá. Khi anh em đến nhà Trung Kiên việc đầu tiên là nếu anh em có xác xe thì anh em gửi xác xe cho em dọn. Còn nếu anh em không có xác xe thì anh em dọn trọn gói là 25 triệu, trọn gói là 25 triệu. Còn nếu có xác xe thì mình trừ 5 triệu xác xe đi là trọn gói còn 20 triệu. Còn khi Trung Kiên anh em gửi đến Trung Kiên nếu mà cái gì còn zin thì Trung Kiên sẽ giữ lại. Còn cái gì nó không còn zin thì Trung Kiên bỏ hết đi. Ví dụ như cái xe này nhá. Ví dụ như cái xe này này, Trung Kiên về nhá, anh em quay này, bỏ hết sạch đi. Tất cả bỏ đi hết, bỏ đi hết bồ, bỏ đi hết, tất cả bỏ đi hết, giữ mỗi cái củ máy này, mấy cái sườn này. Đấy, mấy cái ba chảng ba này và cái mai ơ trước mai ơ sau. Đấy, và cái tay dắt còn gì này, xi lại này và rất nhiều thứ, những cái nạn vặt là Trung Kiên giữ lại hết. Còn những cái chính, ví dụ cái bình xăng này mà gì thì Trung Kiên thì phục dựng lại. Còn nếu bình xăng nó lô Trung Kiên bỏ đi luôn, kể cả dùng nữa bỏ đi luôn, nó lô rồi. Đấy, mình vào full mới hết, mình vào full đồ 11, anh em nhớ nhá, vào full đồ 11. Còn nếu anh em bảo là 11 cũng là lô thì em cũng nói luôn là lô, nói luôn là lô cho đỡ mất thời gian, đỡ phải cãi nhau. Đấy, và nhấn mạnh này cho anh em là khi phục dựng lên một chiếc xe như này này là có khen có chê. Khen là gì? Khen là anh em với tầm tiền anh em cảm thấy giá tiền đấy hợp lý, anh em khen. Chê là gì? Chê này có nghe tiền của anh em nhiều hơn nữa. Em dọn vào 25 triệu nhưng anh em vào khoảng 70 triệu thì nó lại khác. Thì đây hôm nay Trung Kiên sẽ review những con xe đắt tiền hơn cho anh em xem. Anh em nhá, em tháo ra đồ ra này. Đấy, em tháo ra cho anh em xem này. Đấy. Đồng tiền nó đồng nát sắt vụn anh em nhá. Kẻ nắp cái gương được thì cho nó đẹp nhỉ. Cho gương vào nhỉ. Cho cái gương này em ơi. Mang cái gương cho anh. Đấy, anh em nhá. Đây bỏ cái cùm ra này. Đấy, có đầu có đuôi anh em nhá, em bỏ ra này. Chốc lại cho lại sau. Đấy, bỏ ra cho anh nhìn cho nó nét anh em ạ. Nét căng con ong luôn. Đấy. Đây. Bỏ ra cho anh em nhìn nó nét căng luôn. Chốc lại lấy cái này về bọc lại nhá. Đấy. Đấy. Anh em phải nhớ này này. Đấy. Riêng xe win này, nếu anh em không đam mê thì mình khuyên anh em đừng đam mê nữa. Tốn tiền lắm anh em ạ. Tốn tiền lắm. Đấy, em bán hàng em có khuyên đấy. Giống bác trai hôm nay ở Kim Bảng xuống. Bác bảo Kiên ơi làm cái xe cho anh mà anh ơi, anh mua cái xe làm gì khổ lắm anh ạ. Thế anh bảo là đam mê phải chịu thôi Kiên. Đấy. Khi anh em đã không đam mê thì nó không một cái gì gọi là giá trị cả. Nhưng khi anh em đam mê rồi người ta bảo bỏ đi anh em chẳng bỏ. Em là người bán hàng em phục dựng em vẫn khuyên anh em bỏ đừng chơi. Chơi khổ lắm. Chơi cái gì chứ đam mê khổ lắm. Đấy. Nhưng em vẫn trêu anh em một câu là anh em đam mê xe thì được chứ đừng đam mê nọ đam mê kia nhá. Đấy em chỉ nói vậy thôi. Anh em mà hiểu được là tốt. Mà không hiểu được thì em cũng không trách. Em dỡ cho anh em kiểu xem thực tế luôn. Đấy. Anh em có hiểu cái cảnh đam mê chưa, nó khổ lắm. Đấy. Đam mê nó khổ lắm. Anh em có biết là rất nhiều người, em thôi em bỏ qua này nhá. Rất nhiều người mua cái xe 5-70 triệu về nhà chỉ nói dối vợ 10 triệu mới 5 triệu. Nắp gương đi. Đấy, để cái này chốc nữa cầm vào bọc lại nhá. Đấy. Gá vào cho anh em nhìn cho nó có hồn của xe win, còn ai về anh tháo ra là kệ người ta. Đấy. Mang cái lê không? À, được rồi. Tới chân rồi đấy, đúng chân rồi đấy. Được. Gá này biết cách gá này, đấy. Có gương này vào nó khôn đi này. Đấy. Được chưa anh em? Bao nhiêu phút rồi? Ok. Quay lại quay 20 phút cho anh. Để anh TikTok 2 lần. Anh em nhá, đấy. Cái video trước em quay 1 phút đấy. Này em không không bóc hết ra đâu. Bây giờ em bóc hết ra cho anh em nhìn. Để anh em biết cái độ đẹp của nó. Và tiện video này em nói thêm là
anh em có thể mua rất nhiều chỗ bán xe phổ thông, nhưng dòng xe Win này thì là cũng ít người bán, ít người là dọn. Đấy, nhưng ít chứ không phải là không có. Thì đồng nghĩa việc là anh em ủng hộ Trung Kiên thì anh em có thể đến nhà Trung Kiên anh em dọn. Còn anh em có thể quen biết một ai rồi, anh em có thể mang đến nhà khác dọn. Và hôm qua có anh em bảo là Kiên ơi chỗ này là không buộc cái dây thì không phải đâu. Cái xe này nhà em là chưa hoàn thành đâu. Khi nào hoàn thành em sẽ, đây là mới là qua về về thôi. Để quay qua thôi, những cái chi tiết nhỏ đây anh em thông cảm cho em. Chi tiết nhỏ đây em sẽ vào sau được anh em nhé. Đây cần khởi động thế này. Đây cần khởi động này. Đấy, cần khởi động ngon luôn này. Anh em nên nhớ là những chi tiết nhỏ này em vẫn làm hết đấy, nhưng mà chẳng qua này. Đấy ví dụ như cái này nó đã hoàn thiện xong đâu, mới hoàn thiện được khoảng 98% thôi. Đấy, còn khách hàng đến kiểm tra nữa. Nên anh em cứ yên tâm. Đấy. Bọc kín thế này mà. Bọc kín thế này mà thôi, để tạm đây cho anh em nhìn nữa. Đấy. Ok. Ok, hoàn thiện rồi. Đấy nha anh em nhá. Anh em chiêm ngưỡng một vẻ đẹp của nó này. Đấy, xe đắt tiền nó khác hẳn nha anh em nhá. Mọi hôm mà em quay video lên hôm qua hôm kia hôm kìa đấy, thì là những chiếc xe là nó chỉ 20-25 triệu thôi. Còn hôm nay anh em sẽ chiêm ngưỡng chiếc xe trên 20-25 triệu. Em chỉ dám nói từ trên 20-25 triệu thôi nhá. Đấy, trên thôi. Đấy, em quay sát lại đây cho anh em nhìn này. Đây. Đây anh cầm anh quay cho. Đâu, chốc quay tiếp đây chờ tí. Anh em chiêm ngưỡng qua này. Đây này. Anh nhìn này. Pha đèn vành đèn này. Sáng chưa? Xi nhan này. Đây nhá, bác trai Hà Nội vào xem xe nhá. Xi nhan KGD này, mềm chưa này? Mềm nhũn nhùn này, anh nhìn này. Mềm chưa? Mềm chưa? Đấy, bên lạnh thế này. Này, mềm nhũn luôn anh em này. Đấy, đồ xịn nó phải khác nha anh em, đúng không? Đấy, nét căng này, xi nhan nét căng đi nhá. Này. Đây, anh em nhìn này, cái này gọi là tai thỏ này. Đấy, từ bên trong khung này. Nét căng nhá. Đấy. Thủ trước này anh em nhìn này. Thủ trước này. Nét căng luôn nhá. Đấy, ốc này. Vành bánh này. Đấy, made in Indonesia này, lốp mới tinh này. Đấy, bên này này. Rè này em nói luôn là vào rè linh kiện 1-1 nhá, mà rè này đang hết nhá. Em phải chấp nhận mua giá cao đấy anh em ạ. Vì danh dự em hứa với khách này phải mua giá cao đấy. Đấy, thụt này. Đấy, này. Từ con ốc này anh em nhìn này. Đấy, con ốc này. Đấy, dây phanh dây côn mới hết này. Đấy, khóa này. Còi này. Đấy. Bánh xăng này anh em nhìn này. Nét căng con ong chưa? Đây dán ni lông này, đây là dán ni lông này. Đấy. Tai thỏ này. Anh em cổ sinh nhan nó phê chưa? Cổ sinh nhan nó phê chưa? Bóng nhộn luôn. Mà xịn nhá. Này. Đấy. Đây này. Cái này gọi là gì anh em biết không? Cái này gọi là tiền. cái này gọi là tiền này. Anh bấm này. Đấy, mềm nhũn này. Đấy. Tay lái này, này gọi là tiền đấy. Tay côn tay phanh này. Đấy, tay côn tay phanh này. Đấy, tách tách này. Đấy. Đấy. Tay phanh này anh em nhìn này. Cái này cũng gọi là gì? Nếu như anh Tùng gọi là tiền đây. Đấy, anh Tùng gọi là tiền đây. Tiền, cái này gọi là tiền. Đấy, tay côn tay phanh mềm, cầm nó sướng lắm anh em ạ. Cầm rất là sướng luôn anh em ạ. Này. Cái này gọi là tiền này. Cái này thế này. Cù công tắc này. Tạch tạch này. Đấy, đồng hồ này. Đồng hồ xịn này anh em này. Đồng hồ xịn nhá. Khóa này. Khóa KGD lùn luôn này, chìa lùn luôn này anh em này. KGD nhá. Đấy. Chìa từ ngày xưa đấy. Đấy. Nắp bình xăng một khóa nhá. Một khóa luôn này anh em này. Nắp bình xăng là một khóa này. Đấy, quay tròn này, một khóa nhá. Đấy. Một khóa chặt rồi. Yên này. Yên này gọi là gì anh em? Yên này cũng gọi là tiền luôn anh em nhá. Đấy. Còn nói về cái tem ấy. Cái tem này là tùy từng sở thích của từng người. Có những người thích cái tem đời cao như này. Có những người thích tem đời thấp như này. Có những người thích tem vắt, có những người thích tem chỉ, có người thích tem lá lúa hay tem gì, nó không quan trọng. Vì anh em dán tem gì thì dán tem đấy thôi. Đấy, còn hơi đầu bò anh em nhìn này. Này, hơi đầu bò này. Đấy, đây là em chưa rửa thôi nhá. Em mới là vừa lên mới phát ra quay luôn với ban ngày. Đấy, lốc này. Lốc này. Đấy, từ nãy anh em nhìn này. Khung này. Khung càng nét căng luôn nhá. Đấy, từ con ốc dấu chấm này. Đấy, khung càng nét căng luôn nhá. Con ốc này. Đấy, em dán ni lông hết rồi nhá. Đấy, thùng sau này. Thùng sau này. Chắn xích đẹp không anh em? Chắn xích zin nhá. Đồ zin mà, nhông xích mới tinh này. Đây. Cần chân này. Chân giận này anh em nhìn này. Đấy, vành bánh này. Đấy. Made in đồ hết nhá. Đấy. Sinh nhan sau anh em nhìn này. Sinh nhan sau này. Đấy, sinh nhan sau này. Nó vợ Santana zin hết này. Đấy, biển số này. Bô không chữ này. Đấy, càng zin này. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Lốc côn này. Đấy, anh nhìn chưa? Cần khởi động này. Cần khởi động này. Zin đét hết này, xanh nè này. Đấy, đầu bò này. Từ con ốc này anh em nhìn này. Đấy, nét căng nhá. Đấy.
Ok anh em nhá. Một nữa anh em chủ mua xe nhà em thì theo dõi em, đừng nhắn tin, nhấn mạnh mua xe nhà em đừng nhắn tin. Mà cứ nhắc điện thoại lên alo cho em. Số điện thoại của em luôn công khai trên Zalo, Facebook, YouTube đấy. Là 0358.364.368. Đấy, đầu tiên nó là đồng lát sát vụn này. Tất cả đầu tiên anh em nên nhớ này. Đây, nếu anh em nhìn xe này anh em chán chẳng muốn đi đúng không? Nếu anh nhìn chiếc xe này em chắc chắn anh em chán chẳng muốn đi luôn. Này, nó như thế này ai muốn đi nữa, đúng không? Này ai muốn đi nữa anh em? Này. Như thế này thì ai muốn đi nữa anh em? Này. Chiếc xe này ai muốn đi nữa này. Đấy, anh em công nhận anh em này nếu nhìn chiếc xe này không ai muốn đi không? Nhưng mà khi nhìn sang chiếc xe này em chắc chắn với anh em thì 100 người đam mê win thì ít nhất là 90 người muốn đi rồi. Còn chiếc xe này 100 người đam mê win thì chắc chắn là chỉ có 10 người đấy muốn đi thôi. Là vì kinh tế, quan trọng là kinh tế anh em nhá. Cái điều muốn nhấn mạnh này vẫn là kinh tế. Giá trị đồng tiền anh em bỏ ra bao nhiêu, anh em nhận về giá trị xe bấy nhiêu. Và tiền nào thì của ấy anh em nhá. Đấy. Anh em nhìn thấy chưa? Mọi hôm anh em xem của em là toàn xe lô thôi. Thì hôm nay anh em thử chiêm ngưỡng lại xe zin nhá. Đấy, xe zin này xinh nhan nó khác hẳn luôn này. Mềm mại đấy. Hai đèn đồng hồ đây. Đấy. Dây này, thụt này. Đấy. Anh em nhìn thấy chưa? Yên, cái yên này này. Nếu anh em xem cách video khoảng 4 tháng ngày xưa ấy thì nhiều anh em bảo em có xe 10 triệu không, 15 triệu không, 20 triệu không thì em dọn anh ấy bắt đầu đấy, 10 triệu thì giá trị nó 10 triệu thôi. Đấy, cái yên nó lồi lõm này, nó tròn xoe. Vì cái yên nó gân guốc này đẹp này mà anh em. Đấy. Tiền vào nó khác anh em ạ. Đây quay đi, quay để anh bắt đầu anh lại ngồi nói chuyện tiếp với khách hàng một tí. Đấy. Đấy anh em nhá. Cái video này thì em chỉ muốn nhấn mạnh cho anh em rằng một điều này. Cái video này Trung Kiên muốn nhấn mạnh anh em một điều duy nhất thôi nè. Khi anh em đến về nhà Trung Kiên sẽ cảm ơn anh em rất nhiều vì anh em tin tưởng ủng hộ Trung Kiên. Còn khi anh em đến bất kỳ ai dọn xe ở đây có rất nhiều người dọn anh em nhé. Đấy, rất nhiều người dọn, anh em đến bất kỳ ai thì đấy là cái lộc của tùy từng người. Đấy. Nhiều người có vào bình luận với em nói rằng là Trung Kiên dọn rất đẹp thì em cảm ơn anh em. Nhưng mà cũng nhiều người nói với em là anh nếu ai chơi win thì đều biết anh Tùng ở Bắc Giang, anh cũng chuyên dọn win. Đấy. Em rất muốn nhắc lên anh Tùng, anh em có thể tag anh Tùng vào video này xem được nhá. Em rất muốn nói rằng anh Tùng ở Bắc Giang là anh cũng hay dọn win. Anh là anh của em, anh nhiều tuổi hơn em. Đấy thì em rất là tôn trọng. Kể cả bất kỳ ai nhá, kể cả bất kỳ ai dọn xe win, em đều tôn trọng hết. Đấy vì nó là đam mê. Nó là đam mê. Xe cái đi khói thế. Nó là đam mê và nó là sở thích. Và những người dọn win như bọn em này này, thực sự mà anh em nó là cái cần câu cơm thôi, nó là cái nghề thôi, để kiếm cơm thôi. Em cũng muốn dọn rất rất nhiều chiếc xe đẹp này. Rất nhiều chiếc xe đẹp như này để cho anh em chơi, để anh em trải nghiệm. Nhưng vấn đề đây là anh em phải thông cảm này này. Việc khách hàng đến với em chỉ có 20 triệu thôi, em dọn giá 20 triệu. Đấy. Thì giá trị được khách hàng bỏ ra 20 triệu thì khách hàng sẽ nhận về giá trị 20 triệu. Còn những anh em bỏ ra 30 triệu, 50 triệu, 70 triệu, thậm chí có bác dọn lên 220 triệu nhà em rồi. Và có khách ở trên mạng còn dọn hơn 300 triệu. Thực ra nói những câu này ra nên nhiều ý kiến trái chiều, có những người tin, có những người không, có những người nói là dở ưng ương rồi, số tiền ấy bỏ ra mua ô tô mà đi. Thì em xin lỗi các bác này này, những người đã bỏ ra hơn 300 triệu mà ta dọn xe win ấy, thì em chắc chắn với anh em rằng người ta đã đi rất nhiều ô tô rồi. Nên trải nghiệm rất nhiều đời xe rồi. Đấy. Anh em hiểu không ạ? Cũng em có câu chuyện là trên Hà Nội đang con xe là chưa đổ xăng mà trả 1 tỷ 2 chưa bán. Thế nếu là em nhá, nếu là em con đấy nhá, họ trả 1 tỷ 2 không bán nhá, nhưng nếu là em ấy, nếu là em thì kể 1 tỷ em cũng bán. Để mua ô tô em đi. Em còn nghèo. Em mua ô tô em đi, em mua Santa Fe em đi. Em mua con Kia Captiva em đi, ví dụ thế. Nói chung là ý em này cũng giống các bác thôi. Đấy. Các bác hiểu ý em nói không ạ? Nhưng mà những cái người mà ta đã 1 tỷ 2 không bán ấy, thì chúng là ta có nhiều tỷ rồi. Thế vấn đề này là em nói thật sự các bác là các bác phải hiểu được. Chứ còn suốt ngày lên mạng mình làm video ấy, anh em vào cả đấy vui vẻ, bình luận, thoải mái thì mình đến với nhau vui vẻ, có ai biết đến ai đâu. Tại sao có biết đến anh em ạ? Tại sao có biết đến em? Đó phải nhờ cộng đồng mạng, nhờ thời buổi bây giờ 5.0 rồi. Có người tận trong Cà Mau gửi xe cho em dọn. Có người tận trong cái gì nhỉ? Đức Hòa, Long An gửi xe em dọn. Có anh ở tận Đồng Nai, có anh ở Bình Phước, có anh ở Phú Yên, có anh ở Cà Mau. Nói chung là Cà Mau là xa nhất rồi đúng không? Đấy. Cũng gửi cho em dọn. Nhưng anh biết em là ai đâu, người ta mua bằng niềm tin. Anh em mua xe trên mạng em chỉ nói một câu là tất cả mua bằng niềm tin. Khi anh em bỏ ra niềm tin thì em sẽ, thì trước khi anh em đến nhà em ấy,
là em đã tạo cái niềm tin đấy cho anh em rồi. Mà anh em biết rồi đấy, những người lừa đảo mình, những người muốn hại mình là toàn người quen mình thôi, toàn người đặt, mình đã đặt lòng tin thôi. Cũng như câu chuyện các bác tin em ấy, thì chắc chắn có thể một là em lừa các bác, nhưng đặt sao bác không tính được cái trường hợp ngược lại, thì em không lừa thì sao? Không lừa mới được cái gì? Các bác được cái các bác nhìn thấy đấy, các bác được cái nhìn thấy. Còn tất nhiên là các bác có thể không cần mua của em, các bác có thể mua của bất kỳ ai, sao bác về nhờ thợ gần nhà bác dọn, các bác yên tâm nhất, đỡ phải đau đầu đấy, đúng không ạ? Đấy, con em nói lại này, anh Tùng ở Bắc Giang thì anh chuyên dọn xe nhiều tiền, ít nhất là nhiều tiền như này trở lên, ít nhất phải nhiêu con này trở lên đấy, 50 triệu trở lên, ít nhất là như thế. Thế cho nên là những cái xe nhiều tiền ấy, anh biết xảy ra chuyện gì rồi, thì nó rất là đẹp vì đồ zin nó nhiều. Cũng như câu chuyện nếu bác mua như em con hôm qua em quay chẳng hạn, là con 25 triệu ấy, thì làm gì có gì zin đâu. Hôm qua anh bảo ui cái chân trợ cái này, ui cái phe đèn này lô, ôi thì nó là lô mà, nó có phải zin đâu. Em muốn các bác hiểu rằng như này này, tất cả anh em chơi win, đam mê win em rất là tôn trọng, và cũng tất cả anh em thợ thuyền dọn win em cũng cực kỳ tôn trọng. Em không nói xấu, em khẳng định với anh em này, không nói xấu anh em chơi win đấy. Mà em chỉ muốn anh em hiểu rằng một điều này này, có những bác người ta chỉ có 20 triệu thôi, còn không có 20 triệu, chỉ có 10 triệu ấy, kia nó có win 10 triệu không, thì mà cách đây tầm khoảng 5 tháng em vẫn bán chiếc xe win 10 triệu đấy cho bác đấy. Nhưng đến bây giờ là em không bán nữa, vì nếu bây giờ bán chiếc xe win 10 triệu đấy sẽ ảnh hưởng tất cả xe sau. Vì em thỏa mãn đam mê cho anh em tầm 10 triệu, nhưng mà khi anh em cầm cái chiếc xe 10 triệu anh em đi, anh em đi khoảng vài hôm anh sẽ chán, mà chán lại phải bán đi, rồi bắt đầu nữa em mất khách. Thôi thà rằng để em cố cho các bác nhịn lại, các bác cố gắng kiếm đủ tiền lên, bác phục dựng một chiếc xe win như này, nó từ 25 triệu, 20 triệu trở lên, 25 triệu trở lên, thì các bác sẽ xứng đáng được đồng tiền, ít nhất bác đỡ chán. Chứ bây giờ mua xe này, ví dụ này, bác mua con này xác xe mà kia ơi, có những ông ở kia nó có xe win 3 triệu không, cô mà có xe win 6 triệu không, thì đấy ví dụ như là xác xe là 5 triệu đi. Thế bác cầm con xe này về, bác đi được vài hôm bác chán bác dọn, dọn thì các bác biết rồi đấy, đồ win nó vô giá lắm. Các bác dọn đúng một chỗ, như đúng chỗ chuyên nghiệp, đúng chỗ chuyên làm win, em là chuyên win luôn, thì cái giá trị nó, mình dọn lên nó sẽ ít nhất nó nhẹ nhàng hơn là các bác đi ra ngoài mua lẻ đồ xong về làm. Ừ, chi phí nó đội lên nặng lắm. Nếu bác nào đã từng mua chứ, các bác nào có bác trai ở trên Bắc Giang đã từng tham rẻ mua rẻ về, xong là bác ấy về bác dọn dần nào rồi các xe lên 40-50 triệu mà nó không đâu vào mấy đâu, mà đồ lỗ quá nhiều. Như đây thay bằng nhà em dọn con 25 triệu như em hay quay ấy, đẹp đấy, đồ lô. Mà khi anh em dọn cái xe 25 triệu rồi nó lô rồi nhá, là từ khung sườn này, từ máy móc này, em đã làm ngon lành hết từ A đến Z rồi. Nó chỉ những đồ trên xe, ví dụ bình xăng này, yên này, thủ trước thủ sau, pha đèn, đồng hồ, rồi vành bánh, mình vào hàng lô thôi. Mà lô nó có lô loại 1, loại 2, lô cũng là tiền đấy. Nhưng mà sau này các bác đi nhá, khoảng 1 tháng 2 tháng các bác có tí tiền rồi, Kiên ơi anh có 5 triệu rồi, chú vào cho anh cái bình xăng zin đi đấy. Xong Kiên ơi anh có 3 triệu rồi, chú vào anh cái thủ trước đi. Kiên ơi anh có 1 triệu rồi, vào anh đồng hồ, vào anh cái pha đèn. Thế dần dần là cái xe bác nó sẽ vào dần dần những được cái xe ngon. Thì bây giờ các bác hiểu này, bỏ ra 25 triệu nếu bác mua xe như em nhá, em phục dựng lên ý, thì nó toàn đồ 1-1 lô thôi. Nhưng các bác bỏ ra 25 triệu bác mua một cái xe máy đồ zin rất nhiều, đồ zin rất rất nhiều, nhưng mà vấn đề về có dùng được hay không này, hay là nó có đẹp hay không này, chắc chắn là không có đẹp rồi, làm gì có đẹp được, làm xe mới như này được đấy. Thì từ 25 triệu bác dọn lên mới bác mất khoảng 10-15-20 triệu lại lên 40-50. Thế phải mình, một là mình chọn gói luôn, hai là mình cứ làm cái đồ lô đi, mình chơi đi ăn, mình trải nghiệm đi ăn. Đấy. Còn tất nhiên là những bác có tiền rồi em không nói nhá, em chỉ nói với bác tầm vừa tầm tiền đấy. Đấy, vì anh em mình phải hiểu này này, nhiều người lên mạng bình luận đấy, trước khi bình luận các bác phải suy nghĩ, vì có những người còn nhiều người còn nghèo lắm, nhiều còn khổ lắm. Thực sự các bác có những người bảo em có win 3 triệu không được, các bác biết rồi. Ngay cái chuyện xe 3 triệu bác, em chẳng biết cái 3 triệu thì đi được cái xe nào nữa. Chứ nói xe tàu thôi, chứ nói xe xịn. Đúng không, 3 triệu chứ nói thế nó khổ rồi. Thế cho nên nhiều anh em phải thông cảm như thế. Rất nhiều anh em quý mến em cảm ơn. Rất nhiều anh em chưa hiểu về em, các bác có thể theo dõi em thêm. Hoặc các bác ghét em thì đừng nói những lời cay độc làm gì, nó nghiệp mồm lắm. Các bác cứ thoát ra, loại bỏ mình là xong. Thoát kênh của em là xong. Không thấy em nói nữa là xong. Chứ còn nhiều bác vào bảo mày nói gì mà nói nhiều thế, thì thực sự các bác này này, em không muốn nói nhiều một tí nào đâu. Nhưng nếu em không nói thì làm sao các bác hiểu được? Thế chẳng em quay cái video nhắc lại lần nữa, em cứ lặng im này, cứ thế này. Chỉ à. Đúng không? Có chuyện nó buồn cười không? Hài chưa anh em? Thoải mái lên anh em, cuộc đời ấy. Em nói chuyện vui ngoài tí này. Em chỉ nói một câu này này. Các bác trả lời giúp em một câu này, nếu bác lắng nghe lời em nói. Anh em mình kiếm tiền ra để làm gì?
Câu đấy mà câu mà em khẳng định các bác nhé, nó không có đúng mà sai. Kiếm tiền ra để làm gì? Các bác cứ trả lời. Và trước khi trả lời phải suy nghĩ kỹ. Còn nếu là em sẽ không trả lời, em sẽ lặng im. Vì các bác trả lời kiểu gì nó cũng đúng. Kiếm tiền ra để nuôi vợ, nuôi con, nuôi anh, nuôi bố, nuôi mẹ, anh em bạn bè, họ hàng, ABC. Rồi, nhưng mà thường lại, thế có những người quá nhiều tiền rồi thì người ta sẽ như nào? Nó rất là khó nói. Thôi thì cái câu chuyện này bàn tán ra thì nó không đúng mà sai. Nếu anh em mình ngồi nói chuyện vui tí thôi. Thế thì quay lại câu chuyện về xe thì đấy. Em khẳng định với các bác, nếu các bác nhìn con xe này, các bác không muốn đi, chán không muốn đi, nhưng bác nhìn chiếc xe này chắc chắn các bác sẽ muốn đi nhiều hơn. Em không nói là ai muốn đi nhá, muốn đi nhiều hơn. Đấy nói về đam mê win. Nhưng mà muốn được chiếc xe đẹp như này là phải trải qua bàn tay thợ, cũng cực nhọc vất vả, làm ngày làm đêm rồi mua đồ sắp đồ từng ly từng tí một mới lên như này. Thế nên rất mong các bác một lần nữa này, nếu thực sự các bác đam mê win thì hãy theo dõi em, ủng hộ em. Còn nếu thực sự các bác chỉ xem cho vui, em vẫn cảm ơn. Còn nếu các bác vào mà để phá đám rồi về nói những lời mà hạ mất cái nhiệt huyết của anh em chơi win đi thì không lên. Không lên. Thế thôi, em chỉ nói thôi. Đấy, còn một lần nữa, em cảm ơn tất cả anh chị em, bạn bè đang theo dõi và đang ủng hộ Trung Kiên. Có rất nhiều bác đang rất quý mến Trung Kiên, rất muốn dọn xe nhà Trung Kiên nhưng chỉ vì kinh tế chưa đủ. Em hiểu cái điều đấy. Thì các bác cứ theo dõi em đi, ủng hộ em đi. Like và đăng ký kênh ủng hộ em, chia sẻ cho em đến tất cả cộng đồng mạng biết em là Trung Kiên Mô Tô, em ở thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Em chuyên bán sỉ bán lẻ tất cả các dòng xe win chính hãng Honda, không có xe tàu nhá. Còn nhiều anh em hỏi em là ai biết là tàu hay không thì em xin phép các bác. Các bác mua đi thì các bác biết thôi. Em có đầy đủ thông tin mà. Và tại sao đấy là nguyên nhân tại sao mà không nhắn tin. Em thích các bác, một là kết bạn Zalo với em, xong chủ mua thì nhấc điện thoại alo cho em tư vấn trực tiếp. Hai bên nói chuyện với nhau nó sẽ dễ hiểu hơn là ngồi nhắn tin. Với thứ hai này nè. Nhà em phục dựng xe lên win như này này. Em mà chưa kịp để giao xe cho khách thì em chưa có thời gian để, đấy là cái lỗi của em nhé, em chưa có thời gian để dựng, để sẵn để trưng bày bán được. Chứ nếu như em có tầm khoảng 10 con mà dựng sẵn đây luôn, em khẳng định các bác là các bác đấy hết rồi. Nhưng vì bọn em quá bận, chưa có thời gian để phục dựng nên để dựng sẵn để chờ bán. Mà ít nhất khoảng 35-40 xe đang chờ em phục dựng, là đã đặt hàng rồi, đặt tiền rồi đấy. Đấy, còn các bác tin hay không thì em, các bác theo dõi em mới biết thôi. Đấy, cùng bước chân vào để xem trong nhà, bao nhiêu phút rồi? 6 phút là mình phải làm đến 30 phút đấy. Đấy, các bác cùng vào đây, bước chân vào nhà em để xem những chiếc xe mà nhà em đây này. Đây xe kia nhá, em quay kìa. Rất nhiều xe win kìa, dọc dưới kia nữa kìa. Em này em đang mua một cái xưởng rồi. Chắc là tầm khoảng 2 tháng nữa là em dựng một cái xưởng lên. Anh em nhìn nó sẽ hoành tráng và đẹp hơn. Nhưng mà hiện tại em đi thuê là 1, 2, 3, 4, 5 5 cái chỗ để xe. Đấy. Đây trong nhà em này anh em nhìn này. Đấy. Đây anh em này. Anh em này, khung sườn này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái khung này. 7 cái khung này là 7 bác trai. 7 bác trai đã đặt nhà em gần đây nhất. Này em, các bác phải nhớ này, các bác vừa đặt nhà em hôm qua thôi. Ví dụ đặt hôm qua thôi. Thì 2 ngày sau là khung sườn nó ra khung dần. Bọn em sẽ mang đi sơn, xi và phun cát hết, bọn em để một góc đấy. Đợi khoảng, ví dụ mình 2 tháng đúng không? Thì tầm 3 ngày là phần thô xong hết rồi. Thì tầm khoảng 1 tháng, 20 ngày là bọn em sẽ bắt đầu mang ra dục dịch, bọn em lắp lên. Nhiều người bảo sao làm lâu, không phải là lâu, lâu là vì có nhiều người đặt, mình phải làm lần lượt. Đây khung sườn đây nhá, thực tế đây. Đây, vành bánh đây anh em này. Đây này. Từ lúc nó dỉ này anh em nhìn chưa, anh em nhìn nó dỉ này, quay này. Đồng nát sát vụn này. Đấy, phải móc hết ra, xong mang đi gom xi lại. Nói chung là cũng mệt lắm anh em ạ, kiếm đồng tiền không đơn giản đâu. Đấy, đây này, em nhìn này. Máy móc này. Đấy, củ máy này. Đấy, em phun gas sạch sẽ này, anh em nhìn này. Đấy, anh em cứ đợi em tầm khoảng 2 tháng nữa anh em ra quán mới nhá. Đây, và bên trong nhà em đây. Bên trong nhà em thì ngoài win ra chẳng có gì cả anh em nhá. Đấy, bên trong nhà em ngoài win chẳng có gì cả. Anh em nhìn này, toàn win là win này, quay hết vòng cả biển đẹp kìa. Tứ quý 1, tứ quý 2, tứ quý 3, tứ quý 4, 5, 6, 7, 8, 9 này, tứ quý 5 này. Năm sinh tứ quý 8 này. Đấy. Bình sang đầy đây. Đây. Anh nhìn này. Đi vào đây em, đây. Đây. Anh em nhìn này, toàn xe lô này. Đây con xe lô này. À con này cũng zin hết đấy. Anh em nhìn ở đây này. Đây con nô đây. Con này con bác trai Nam Định đây. Bác trai Thanh Hóa đây. Quay đây. Đây con cháu bác trai Thanh Hóa này. Anh trai Thanh Hóa này. 24K49057 mới quay em nọ này. Đấy nô đây. 25 triệu đấy. Con này đúng 25 triệu anh em này. 25 triệu. Khách gửi cho em là còn 20 triệu. Đấy tiếp tục này. Đây anh nhìn này. Đấy. Đây anh em này. Đấy. Anh em công nhận không? Anh em tìm thì nhớ này. Khi anh em đến đâu làm gì ở đâu ấy thì tìm một người có cái này này.
Đấy. Gọi là nắm người có tóc, chứ không ai nắm cái thằng có chọc đầu. Đấy. Em nói thẳng anh em này, anh em đặt cọc cho em có 5 triệu thôi. Với bất kỳ ai, 1.000 cũng là to, 5 triệu cũng là to. Nhưng mà danh dự của em đến bây giờ không bao giờ đánh đổi nó 5 triệu. Còn tất nhiên là tất cả những xe anh em mua nhà em đều có video từ đầu đến đuôi. Kể cả khi giao xe anh em phải đồng ý rồi, ưng rồi mới lấy, anh mới chuyển tiền cho em. Còn sau này bất kỳ bác nào mà mua xe nhà em mà không phản hồi lại cho em, ví dụ anh em về chưa ưng cái gì anh em phản hồi với em, em hứa với anh em sẽ bảo hành. Chứ nhiều anh em ngại không phản hồi lại, xong ra ngoài ấy, các bác sửa một thợ khác ấy, thì các bác mua trên mạng nó hai trường xảy ra. Một là người thợ có tâm thì không sao, nhưng người thợ không có tâm ấy, người ta biết là mua trên mạng rồi, người ta cứ ối giời mua trên mạng sợ gì, cứ bằng cái chém, khi không hỏng mà hỏng, sửa đi, thế là các bác sẽ chán. Thế các bác thì mất tiền, em mất khách. Các bác mất tiền sửa chỗ quán khác, em thì mất khách. Thay bằng thế các bác cứ nhớ là anh Kiên ơi, anh mới mua xe chú ấy, ví dụ anh cần này cái này, chú gửi cho anh, cái gì lỗi em bảo anh. Giống anh cha Nam Định ở Cò Đò Quan ấy, cứ thi thoảng lại phượt trong đây chơi nha em. Đấy. Đây này, rất nhiều xe đang dọn đây, anh nhìn thực tế chưa? Nào, đấy này này. À, đúng không ạ? Toàn dọn full mới này, full mới này. Đây này. Đấy, rất nhiều này, anh nhìn thấy chưa? Đây này. Đấy. Củ máy này, em nhìn này. Đấy. Củ máy đấy anh em này. Đấy. Ok anh em nhá. Thế thì đi ra ngoài đi chốt nốt video này nữa. Đấy, nó tầm khoảng 14 phút là vừa sinh đấy. 10 phút giờ. Vì cái kia 16 mới 12, 6 4 phút nữa. Đấy. Anh em phải hiểu là này, trước khi một chiếc xe mà nó đẹp lên được như cái video ấy thì nó trải qua rất nhiều gọi là khổ cực của anh em thợ. Đấy. Tất nhiên là mình có khổ thì mình mới có tiền được anh em ạ. Đấy, xe này toàn đồng nát sắt vụn rồi. Đấy. Đây, em đặt cái điện thoại làm sao mà quay hai cái góc để nhìn được hai con xe với anh luôn, để cho anh em ngắm lại một lúc cho anh em đam mê. Đấy. 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 Quay được cái góc vào được cái thế không? Đấy, vào được cái thế mà ta nhìn không? Đấy, được cái bông hoa đẹp không? Đấy, anh em thấy chưa? Đấy nhá, em nhắc lại một lần nữa này. Em là Trung Kiên Moto, em chuyên phục dựng win huyền thoại 100 Honda, chính hãng, không bán xe tàu anh em nhá. Và giá trị đồng tiền anh em bỏ ra bao nhiêu, anh em nhận về giá trị xe bấy nhiêu, và tiền nào thì của ấy. Những các bác đến bình luận nhà em góp ý với em ghi nhận hết. Và đặc biệt một nữa, trên kênh em cảm ơn anh trai ở trong Hà Nội nhá. À quên mất, anh trai trong thành phố Hồ Chí Minh. Tuy anh ở xa, anh cũng bán win nhưng anh rất là theo dõi em. Anh góp ý với em từng ly, từng tí một, và em ghi nhận với anh. Đấy, và tất cả những em bán xe, thứ nhất an ninh em đảm bảo trọn đời cho anh em. Nếu anh thích rút hồ sơ, em rút hồ sơ cho anh em. Và em nói luôn là bắt đầu từ 15 tháng 8 là hồ sơ nó rút rất là khó. Nên nếu những anh em mà cố tình rút hồ sơ em vẫn rút, nhưng thời gian không được trách em. Em nói luôn. Còn nếu các bác không rút hồ sơ thì em có đăng ký, có biển số, có mã số check trên Bộ Giao thông cho anh em. Vì nhà em là nhà em sinh ra để dọn win, chứ không phải sinh ra để đi có trách nhiệm đi rút hồ sơ cho bác đâu. Nhưng em sẽ hỗ trợ rút hồ sơ cho các bác. Đấy. Các bác biết khi các bác rút hồ sơ ấy, xong xuôi vào tên các bác, em hết trách nhiệm, không liên quan an ninh nữa, vì nó vào tên các bác rồi, yên tâm rồi. Nhưng các bác không rút hồ sơ chẳng may nhỡ ra gì, em là người chịu trách nhiệm. Và video em luôn công khai lên mạng này rồi. Và nhấn mạnh này, khi các bác dọn xong nhá, một là các bác có thể đến nhà em nhận xe trực tiếp, các bác xem xe mới trả tiền. Hai là em ship tận nhà các bác. Em mang xe tận nhà các bác. Các bác kiểm tra xe, các bác có thể cho thợ đến kiểm tra xe, test thử các kiểu vấn đề điều, các bác mới trả tiền cơ mà, đúng không ạ? Uy tín chưa? Bác nhớ nhá, thứ nhất là tiền nào của ấy, thứ hai các bác gửi xe cho em làm là làm cho được việc, em muốn làm được việc chứ không phải làm cho xong việc. Đấy. Còn xe làm ship tận nhà các bác nhận xe kiểm tra xe mới trả tiền. Đấy, em giận nổ phát, quên mất suốt lại chưa giận nổ xong đi thử vòng. Ấy khóa răng lại. Đấy. Và làm vòng cho nó vui, thằng nào sẽ đi cho nó đủ phút anh em nhá. Đấy, anh em nhá, đứng đây quay anh đi vòng. Con này không déo côn đâu anh em yên tâm. Nhiều anh em bảo em là con này, à cái con trước ấy, cái con của anh trai Nam Định ấy, 20-25 triệu, 18 triệu đấy, là bị déo côn, nhưng con này vẩy phát về số luôn, mua đấy, vẩy phát về mo luôn. Đấy, không déo tí nào anh em nhá. Ờ, đây nhá, em nói luôn cho anh em quay sát lại đây. Đây nhá, máy vẫn đang nổ từng tiếng này, nhìn này. Đấy.
đấy, chắc không anh em? Em tắt đi này, em vào số này cho anh em xem này, đây số chạy rồi nhá, số chạy nhá, đây em tắt máy đi này, quay đây cho anh, cho đủ phút đi, anh em nhìn này, nhìn nó vậy này, quay đứng chéo đây tí, anh em nhìn này, cái số này đang 11 nhá, em vậy này, ấn vào số 1 này, vậy phát về mò luôn, về mò rồi đấy, anh em hiểu ý không ạ? Thôi được rồi, tắt chìa khóa đi em, thôi như này anh em nhá, quay quay chéo đây cho xong đi, bao nhiêu phút rồi? 14 à? 14 là vừa rồi. Ok anh em nhá. Một lần nữa anh em xem nhớ like và đăng ký kênh của em. Chủ mua thì alo cho em. Đủ tin tưởng anh em mua. Chưa đủ tin tưởng anh em theo dõi em thêm mua sau với chưa muộn. Anh em vui lòng kết bạn Zalo cho em qua số 0358 364 368. Nuôi em sẽ là gần gũi nhất với anh em. Vì những video dài 30 phút này em chỉ đăng lên YouTube được thôi. Còn những em đăng Zalo chỉ có 3 phút 15 phút à 3 phút quay đầu thôi. Thế cho nên là ví dụ em đi đâu làm gì em đều công khai trên Zalo. Anh em kết bạn Zalo của em theo dõi em, bao giờ đủ tin tưởng thì mua. Ok, chào tất cả anh em, video này là video em muốn tất cả anh em cộng đồng mạng đều biết là em như thế. Đấy, mọi thắc mắc thì alo cho em, đừng nhắn tin anh em nhé. Cảm ơn anh em. Nếu anh em có xe dọn, có xe để gửi cho em dọn thì cũng alo cho em, có xe dọn để gửi cho em. Đấy, em sẽ cho anh em số điện thoại nhà xe và em nhận xe. Em gọi video trực tiếp hai anh em nói chuyện bên này. Em cho nhân viên kiểm tra hỏng cái gì, cần làm cái gì, giá cả bao nhiêu mình sẽ công khai với nhau trước khi nào. Đấy, và xong khi bạn xong giá rồi thì anh em mình bắt tay vào làm thôi. Còn nhấn mạnh một lần nữa là tiền nào của ấy anh em nhé. Đấy, chào tất cả anh em.